Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 79. Chương 781. Cổ trấn Trần Đường nằm ở một vùng hẻo lánh, thế lực yêu tộc phải đối mặt cũng không quá mạnh, không có cách nào khiến cho cao thủ nhân tộc coi trọng. Đủ loại nhân tố đã dẫn đến nó phân ly ở bên ngoài quốc gia bộ tộc, cơ hồ hoàn toàn không chiếm được viện trợ đến tự thế tục. Nhưng bọn hắn dựa vào tự thân, cùng với một phần nhỏ luyện khí sĩ nhân tộc chi viện, vẫn như cũ chống cự yêu tộc xâm nhập mấy ngàn năm. Lý Tĩnh đến độ tiên môn bái sư, nhưng thật ra là một con đường con em trẻ tuổi cổ trấn Trần Đường có tư chất, có thể tu tiên đều phải đi. Bọn hắn ly biệt quê hương, mong trông sớm ngày học thành tiên pháp, trở về thị trấn Trảm Yêu trừ ma. Lý Trường Thọ ở bên trong quá trình điều tra lai lịch của Lý Tĩnh, phát hiện ra tình huống của cổ trấn Trần Đường. Muốn tìm được đáp án hoặc là dẫn dắt sau khi tiên phàm tách ra nên thủ hộ thế tục như thế nào ở chỗ này. Cho nên, liền có lần Linh Nga lịch luyện này. Bên cạnh đầm nước, Lý Trường Thọ hơi xuất thần đối với Linh Nga cưỡi mây phi hành. Bạch Trạch ở bên cạnh lại là bấm ngón tay suy tính, lại là cẩn thận châm trước, cuối cùng vẫn quyết định nói một câu, thủy thần như vậy là không khỏi đặt địa vị nhân tộc hơi cao một chút. Lý Trường Thọ dương mắt nhìn lại, vừa muốn mở miệng biện luận, một đóa mây xám nho nhỏ đột nhiên bay tới bên trên Hắc Chỉ Phong. Mây xám này đến đột ngột, trước đây không có dấu hiệu nào, trực tiếp ngưng ở bên trong đại trận Hắc Chỉ Phong, trong khoảnh khắc liền bay tới trên không đầm nước. Lúc Lý Trường Thọ hồi tưởng lại sự sợ hãi bị thiên phạt trong đáy lòng, ký ức cơ bắp trong đạo thể bị tỉnh lại một lần nữa, nguyên thần tỏa sáng rực rỡ. Mây xám này trực tiếp bổ ra một đạo thiểm điện lớn bằng ngón cái, đập vào trên đỉnh đầu của Bạch Trạch. Thiểm điện qua đi, bên trong mây xám lại có một tia ánh vàng rải xuống, chui vào đạo thể của Lý Trường Thọ. Công đức. Công đức có thể ngưng tụ thành một ngón chân út của công đức kim thân. Lý Trường Thọ đại trấn tinh thần, nội thị tự thân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch ở bên cạnh, lập tức cười ra tiếng. Bạch Trạch vào giờ phút này tóc dài rối tung, cái trán cháy đen, đỉnh đầu thoát ra một tia khói đen, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn lên bầu trời. Đây cũng quá không nói đạo lý. Bần đạo chỉ là nói một câu. Bạch tiên sinh nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lý Trường Thọ vội vàng ngăn trở Bạch Trạch phàn nàn, ngẩng đầu vai chào đối với mây xám sắp tiêu tán, cất cao giọng nói. Đệ tử đã biết được ý của thiên đạo, chắc chắn sẽ sớm ngày góp lời đối với Ngọc Đế bệ hạ, tạo phúc cho thương sinh, giữ gìn thiên địa an ổn. Lại ngẩng đầu, mây xám đã là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, đứng chắp tay, nhìn Bạch Trạch bi phẫn không hiểu ở bên cạnh. Bạch tiên sinh, lần biện luận này có phải là ta thắng? Bạch Trạch xoay người sang chỗ khác, yếu ớt thở dài đối với đầm nước, danh tiếng thụy thú của bần đạo không ra gì, thế hệ mới sẽ thay thế người cũ. Lý Trường Thọ cười không nói, lo nghĩ có quan hệ đến việc này bên trong đạo tâm, tan thành mây khói. Có thể vớt một chút công đức cho Linh Nga cũng tốt. Trầm ngâm một tiếng, Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, rơi vào suy tư ở bên hồ. Lại sau ba canh giờ, Linh Nga đã đi đến gần cổ trấn, vừa vặn thấy được tình hình một chỗ binh vệ nhân tộc cùng với yêu tộc dùng binh khí đánh nhau quy mô nhỏ, âm thầm ra tay thả chút độc. Linh Nga rất nhanh liền phát hiện ra mấy vị cao thủ yêu tộc cảnh giới chân tiên trốn ở phía sau. Ở chỗ này, cảnh giới chân tiên đã xem như hàng ngũ cao thủ. Linh Nga cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng không sốt ruột ra tay, mà là phái đạo nhân giấy ra, bắt đầu âm thầm điều tra thế lực yêu tộc nơi đây. Lại nhìn thấy trong trấn có không ít thương binh, nàng lợi dụng thân phận luyện khí sĩ nhân giáo Vân Du Tứ Hải tiến vào cổ trấn, chủ động giúp những thương binh này trị liệu. Thí luyện tại cổ trấn Trần Đường, độ khó kỳ thật khá thấp, Linh Nga ứng đối cũng có một chút dễ dàng. Nhìn hình ảnh trên đầm nước, tình hình Linh Nga bận trước bận sau, Lý Trường Thọ không khỏi vui mừng cười một tiếng, liền nghĩ tới hai nhiệm vụ kế tiếp chính mình cất giấu ở trong Ngọc Phủ. Nhiệm vụ thí luyện thứ hai, đi đến một hòn đảo ở Đông Hải, cứu vớt đồng môn Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhiệm vụ thí luyện thứ ba, đi tới Ngũ Trang Quan theo bản đồ, tự tay giao khối Ngọc Phù này cho chủ nhân Ngũ Trang Quan. Linh Nga thật vất vả mới xuống núi một lần, tự nhiên là phải dày vò thật tốt. Cục.
Linh Nga thật vất vả xuống núi một lần, tự nhiên là muốn để nàng nhận được đầy đủ lịch luyện trưởng thành, tốt hơn. Đây chính là nhiệm vụ lịch luyện sư huynh cho sao? Thật mệt mỏi. Hoàng hôn ngã về Tây, trước một cửa hàng thuốc có chữ dược, Linh Nga mặc một thân áo vải lam nhạt với khuôn mặt ngụy trang. Duỗi lưng một cái dưới ánh chiều tà, bóng hình xinh đẹp chiếu vào bên trên đường lát đá mang theo rêu xanh. Người đi qua đường đường lập tức quăng tới ánh mắt thiện ý, có một vị phụ nhân trung niên vác giỏ trúc còn kêu gọi, Tiểu Lam cô nương, buổi tối đi tới nhà dì ăn cơm nhé. Không được, Linh Nga cười từ chối nhã nhặn, còn phải chuẩn bị dược liệu cần dùng ngày mai, bận rộn không thể thoát thân. Phụ nhân kia vội vàng đáp ứng một tiếng, lại căn dặn nàng bảo trọng thân thể, đừng quá vất vả, mới chậm rãi rời đi. Linh Nga quay trở lại ngôi nhà đá này, nâng cửa gỗ lên, tiện tay bày ra mấy đạo cấm chế, không nhịn được ngáp một cái. Lúc này, trong góc phòng, bàn ghế, tủ gỗ đều đã chất đầy túi giấy, trên đó có ghi rõ phân loại và số lượng. Nàng dùng tên giả Lam Hạnh Nhi, lấy thân phận một dược sư, đã sống ở thị trấn này nửa năm. Trong vòng nửa năm, săn giết 99 đầu đại, yêu cảnh giới chân tiên, trong đó còn có vài đầu lão yêu cảnh giới thiên tiên. Mỗi lần Linh Nga ra tay đều là lợi dụng trời tối, đạo nhân giấy tiến hành đầu độc từ xa cộng thêm đốt thi thể không để lại dấu vết. Sau đó lặng yên trở về, làm cho thế lực yêu tộc nơi đây cấp tốc rơi vào khủng hoảng. Nàng mặc dù chỉ tự tay giết 99 đầu đại yêu, lại hù chạy một nửa yêu tộc nơi đây, hóa giải hơn phân nửa áp lực của Trần Đường Trấn. Tối nay, Linh Nga sẽ diệt trừ mục tiêu khóa chặt cuối cùng của chính mình, sau đó lặng lẽ rời khỏi Trần Đường Trấn. Để tránh tình huống giờ khóc giờ cười bị bắt gặp trên đường khi rời đi, lờ Linh Nga đã chọn cách ra đi không lời từ biệt. Nàng vốn chỉ làm một ít sự tình đủ khả năng, còn là được sư huynh phái tới, không có gì đáng giá được cảm ơn. Trước khi đến Trần Đường Trấn, Linh Nga sớm đã dự liệu được nơi đây hẳn là thiếu một ít thuốc trị thương, cho nên thu mua một số lớn đan dược ở bên trong phường trấn mà phàm nhân có thể sử dụng, không đến một tháng đã tiêu hao sạch sẽ. Chương 782. Linh Nga lại lập tức đi đến phường trấn bổ sung hàng hóa, nhưng nàng nghĩ đến chính mình sẽ không còn ở lâu tại Trần Đường Trấn, có thể giúp đỡ tạm thời, lại không giúp được cả đời. Sau khi suy tính mấy ngày, Linh Nga cuối cùng cũng tìm được một con đường sáng. Nàng dựa vào bí pháp đạo nhân giấy, sưu tập không ít dược liệu, phương thuốc tại phàm tục và phường trấn, để lại những phương thuốc này cho Trần Đường Trấn. Buổi chiều ngày hôm nay, Linh Nga lại lấy ra một ít đống linh thạch ngao ớt cho kia, phó thác cho mấy vị trưởng giả tin được bên trong Trần Đường Trấn. Sở dĩ không để lại toàn bộ linh thạch ở đây là sợ đống linh thạch này sẽ đưa tới tai họa cho Trần Đường Trấn. Lúc Linh Nga cân nhắc việc này, đã là tận hết khả năng chu toàn. Phải đi rồi sao? Ngón tay nhỏ nhắn của Linh Nga lướt qua mép bàn gỗ, trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Phảng phất như lại thấy được những đứa trẻ đang chơi trước bàn một lần nữa, thấy được những người bị thương bên trong hai mắt tràn đầy chết lặng, lộ ra nụ cười ấm áp một lần nữa. Nàng cũng nhìn thấy binh vệ phàm nhân liều mạng tranh đấu cùng với yêu thú, thấy được những phụ nhân yếu đuối buông cuốc xuống, cầm lấy trường thương. Tu tiên chú ý tư chất, cũng không phải là ai cũng đều có thể, cho nên Linh Nga đã đọc được khát vọng đối với thực lực ở trong mắt các nam thanh nữ tú đang canh giữ nơi này. Tiên thức dò xét mấy trăm dặm phương hướng Tây Nam, nơi đó có một tòa thành lớn, phàm nhân an cư lạc nghiệp, quyền quý sống mơ mơ màng màng trong đó, có một chút tương phản so với Trần Đường Trấn. Linh Nga cũng đã từng hỏi trưởng giả nơi đây, vì sao phàm nhân Trần Đường Trấn không rời bỏ nơi đây, trở về đất liền. Trưởng giả trả lời, tổ huấn như thế, nếu chúng ta lui, yêu liền đuổi về phía trước, vì vậy sẽ có nhiều người chết hơn. Càng nhiều yêu sẽ nghe tin mà đến, liệu người phàm có thể chạy nhanh hơn những yêu thú đó không? Khẳng định sẽ không chạy nổi, vậy sẽ rất tệ. Linh Nga cũng không tiếp tục truy vấn, sau khi trở về nơi ở của mình, suy nghĩ một lúc lâu, đạo tâm lại viên mãn thêm một tầng. Đây đại khái chính là thâm ý sư huynh để cho ta tới nơi đây. Nâng bút viết một phong thư, Linh Nga cẩn thận đọc, sau đó đi ra sân nhỏ sau nhà lượn một vòng. Bên trong nửa năm này, trừ chứng kiến phàm nhân nơi đây đối kháng như thế nào cùng với yêu tộc, cũng gặp được không ít chuyện lý thú. Làm cho Linh Nga có một chút cảm giác giờ khóc giờ cười là, lúc nàng hoạt động bên trong thị trấn, dùng mặt nạ che lấp khuôn mặt, lại biểu hiện tu vi cảnh giới là cảnh giới nguyên tiên, là cái chủng loại yếu kém kia, để cho chính mình thoạt nhìn hết sức bình thường. Nhưng nửa năm này,
vẫn như cũ nhận được lời tỏ tình của 6 nam tử. Chính Linh Hà cũng đều cảm thấy kỳ quái, chính là nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ nổi lên một chút gợn sóng, đạo tâm xuất hiện một chút xíu khe hở. Nhưng mỗi lần được tỏ tình, Linh Hà đều là vô cùng bình tĩnh, nói rằng chính mình đã sớm có ý chung nhân, hiện tại là lịch luyện bên ngoài vì tu hành, cũng cổ vũ bọn họ đi tìm hạnh phúc của mình. Sau khi định thần lại và cẩn thận ngẫm nghĩ, mới phát hiện ra trái tim đã sớm bị sư huynh lấp đầy, không còn chỗ cho dấu chân của người khác. Sư huynh thối, nhất định phải để ta lịch luyện ở bên ngoài 3 năm. Linh Hà lầm bầm một tiếng, thi triển thổ độn, lặng yên rời khỏi nơi đây, độn về phương hướng Đông Hải. Sau khi rời xa Trần Đường Trấn, tìm một nơi ẩn thân yên tĩnh, mới mở ra đạo nhân giấy ở ngoài ngàn dặm, tiêm kịch độc thiên tiên đối với một đầu yêu thú cảnh giới thiên tiên sớm đã mê choáng. Chờ xử lý tốt thi thể, thu nhiếp tàn hồn, đạo nhân giấy sẽ tự thiêu dưới lòng đất. Linh Hà lấy ra khối ngọc phù sư huynh cho kia, khẽ hít một hơi. Không phải là nhiệm vụ tốn thời gian, không phải là nhiệm vụ tốn thời gian, không phải là nhiệm vụ tốn thời gian. Mặc niệm 3 tiếng trong đáy lòng, hai mắt Linh Hà mở ra một cái khe hở, nhìn vào bên trong. Ôi chao, tại sao lại không có biến hóa? Linh Hà ngoẹo đầu, lẽ nào ở bên trong những đại yêu mình giết, có hạng người thật giả lẫn lộn? Vẫn là cần bản thể của chính mình đi giết 100 đầu đại yêu cảnh giới chân tiên. Nhưng tùy tiện dùng bản thể, không khỏi quá không ổn thỏa. Khục. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, Linh Hà siêu một tiếng trốn vào dưới mặt đất, nhanh như chớp thoát ra xa mấy trăm trượng. Nhưng nàng rất nhanh liền dừng thân hình, tiên thức đánh giá chỗ vừa rồi mình đứng. Sư huynh, là ta. Lý Trường Thọ lạnh nhạt đáp. Hả? Linh Hà truyền âm nói, ta không tin. Ngươi chứng minh như thế nào? Lý Trường Thọ nói, kỷ lục số lần muội tắm trong một ngày là 12 lần. Khi 13 tuổi, muội bị rắn cắn và khóc 3 canh giờ. 17 tuổi liền học được may một vài miếng vải mềm ở trong ngực. Sư huynh. Linh Hà hô hào giòn tan, bay ra từ bên trong đại địa, cõng tay nhỏ trên lưng nhảy trở về, cười hì hì, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta trở về núi được chưa? Lúc này chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên. Lý Trường Thọ túm ngọc phù từ trong tay của nàng, xóa đi hàng chữ trong đó, hiển lộ ra hàng chữ nhỏ thứ hai, nội dung cũng được sửa lại. Linh Hà không nhịn được cúi đầu đỡ trán, hóa ra là viết trực tiếp. Lý Trường Thọ đặt ngọc phù lại vào trong tay của Linh Hà, cười nói, vốn muốn đánh muội ngất xỉu lại viết nhiệm vụ thứ hai. Lần này thấy biểu hiện của muội không tệ, hoàn thành giai đoạn thí luyện thứ nhất xuất sắc, liền giảm đi khâu này. Sao rồi, nửa năm qua thu hoạch như thế nào? Linh Hà hé miệng cười khẽ, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, xóa đi ngụy trang trên mặt, chắp tay sau lưng, chuyển hai vòng ở bên người Lý Trường Thọ, cười khúc khích, con mắt cũng đều sắp cười ra bông hoa. Sư huynh, có 6 người muốn tìm ta kết thành đạo lữ, 6 người đó. Lý Trường Thọ khẽ búng ngón tay, đánh chính xác vào trán của Linh Hà, Linh Hà đau đớn ôm trán suýt khóc. Nếu nhìn chúng người nào, vi huynh có thể đi tìm Nguyệt Lão giúp muội một phen, như thế nào? Sư huynh thối, người ta nói đùa mà thôi. Linh Hà oán giận, lại nhỏ giọng thầm thì, ta vẫn luôn muốn ở bên cạnh sư huynh đừng có đuổi muội đi là được. Lý Trường Thọ cười ôn hòa một tiếng, lại nghiêm mặt nói, lần thí luyện thứ hai có một chút hung hiểm, nhớ kỹ đừng có cậy mạnh. Ngươi hoàn thành 3 lần thí luyện trước thời hạn, không muốn ở bên ngoài cũng có thể trở về sơn môn trước. Thí luyện gì? Linh Hà cúi đầu nhìn về phía ngọc phù trong tay, sau khi nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia liền không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu, nhưng trước mắt đã trống rỗng, nơi nào còn có thân ảnh của Lý Trường Thọ. Sư huynh phảng phất như chưa hề xuất hiện qua vậy, làm cho Linh Hà tưởng rằng đây là mộng cảnh. Lại nhìn ngọc phù trong tay một chút, Linh Hà nhíu mày một hồi. Đi theo bản đồ này để tìm một hòn đảo, ở dưới tiền đồ không tiết lộ hành tung của bản thân, giải cứu Hữu Cầm Huyền Nhã bởi vì trừ yêu mà bị nhốt. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 783. Hữu Cầm làm sao vậy? Linh Hà không dám ở lâu, vội vàng rời đi, xâm nhập vào bên trong Đông Hải, dọc theo bản đồ bên trong ngọc phù tiến đến hòn đảo hoang kia. Ở phía sau Linh Hà không xa, quân đoàn đạo nhân giấy tiếp tục đi theo. Kỳ thật, Linh Hà không biết chính là ở bên trong nửa năm thí luyện này, yêu tộc sở dĩ vô cùng khủng hoảng.
chủ yếu là bởi vì vài đầu lão yêu cảnh giới kim tiên thực lực mạnh nhất, lặng yên bốc hơi trong vòng một đêm. Ha ha, tại hậu viện động xuất cung, Huyền Đô Đại Pháp Sư ở phía dưới tàng cây, nhìn hai bức tranh đồng thời bày ra trên vân kính trước mặt. Bên trái là Linh Nga đang nhanh chóng xuyên qua đáy biển, phía bên phải là Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch ở cạnh đầm nước, đang viết gì đó trên bàn. Đại Pháp Sư giám sát toàn bộ quá trình, tự nhiên biết được tiểu sư đệ nhà mình cùng với Bạch Trạch không ngừng thương nghị trong nửa năm này, làm ra kế hoạch hùng quan trấn yêu ma. Nội dung của kế hoạch khá phức tạp, cần vài bước mới có thể thực hiện, cần sử dụng khí vận nhân tộc, công đức nhân hoàng, thiên quy thiên đình, làm tiên môn trung thần châu không có cách nào lại điều khiển thế lực phàm tục thế tục Nam Châu. Những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái này của Trường Canh đều là xuất hiện như thế nào? Đại Pháp Sư lẩm bẩm đối với Vân Kính, sau đó không nhịn được bật cười. Y hất nhẹ ngón tay, hình ảnh bên trong Vân Kính nhất chuyển, hình ảnh phía bên phải đổi lại thành một tòa hoang đảo. Bên trên hoang đảo, mấy vị nam nữ trẻ tuổi bị trói ở trên trụ đá, Hữu Cầm Huyền Nhã thình lình ở trong đó. Hai tay của Hữu Cầm Huyền Nhã bị tiên thằng buộc chặt, giơ cao qua khỏi đầu, treo lơ lửng trên không trung. Khí tức trên người nàng vô cùng yếu ớt, nhưng sẽ thỉnh thoảng sẽ nhìn ra xung quanh, cảnh giới biểu hiện ra cũng chỉ là cảnh giới chân tiên trung kỳ. Những bóng đen ẩn hiện trong làn nước biển xung quanh hoang đảo, yêu khí và tiên lực hỗn tạp, phảng phất như đang chờ đợi ai đó đến cứu viện. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười một tiếng, nâng cao tinh thần một chút, chờ cho hay lên đài. Nửa ngày sau, Linh Nga một khắc cũng không ngừng, đến gần vùng hải vực này. Tiên thức khóa chặt Hữu Cầm Huyền Nhã trên hoang đảo, trốn ở ngoài mấy trăm dặm không dám tới gần, điều khiển hóa thân cá bơi xen lẫn bên trong bầy cá, cẩn thận suy tư đối sách. Hữu Cầm sư tỷ là đang phối hợp với sư huynh diễn kịch, hẳn là vậy. Hữu Cầm sư tỷ nhận được rất nhiều sự chú ý bên trong môn phái, không có khả năng sau khi bị bắt, bên trong môn phái lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hơn nữa, tiên thức của Linh Nga nhìn váy áo có một chút tổn hại của Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này, khẽ cau mày. Linh Nga đã lăn lộn tại thế tục nửa năm, có chàng diện gì chưa thấy qua. Chỉ bằng vào vẻ đẹp của Hữu Cầm sư tỷ tư, làm sao có thể lại còn sống yên ổn sau khi bị bắt như thế? Trên đời có rất nhiều người xấu. Trọng điểm là, nơi này cách Thủy Tinh Cung Đông Hải không hơn ngàn dặm, nếu xảy ra biến cố gì, cao thủ Long tộc nhất định có thể kịp thời chạy đến, hoàn toàn phù hợp với tính tình của sư huynh. Sân khấu kịch mà sư huynh dựng lên này khó tránh khỏi có một chút quá mức thô ráp. Linh Nga cân nhắc một ít, trong đáy lòng đã là có chủ ý, cẩn thận điều tra ở xung quanh hoang đảo, thăm dò rõ ràng nội tình của cường địch. Bởi vì sư huynh không có giới hạn thời gian, Linh Nga cũng không nóng nảy ra tay, muốn đưa ra một phần bài thi hài lòng trong lần thí luyện này. Thế là, một ngày sau, Linh Nga dùng kế sách dương đông kích tây, trước tiên dùng một cỗ đạo nhân giấy làm bộ ngẫu nhiên đi ngang qua, bay ngang qua hoang đảo này, thu hút sự chú ý của đối phương. Bản thể thì triển thủy độn, lượn quanh nửa vòng tại đáy biển, đã tới rìa hoang đảo. Nơi đây thế nhưng không có một chút cấm chế nào, cũng làm cho Linh Nga âm thầm cười một tiếng. Nhưng sau đó, đạo tâm của Linh Nga nổi lên cảnh giác nồng đậm, thân ảnh trốn ở bên trong khe đá không nhúc nhích, để phòng chính mình bị sư huynh tính kế. Yên lặng chờ nửa canh giờ, nàng lặng lẽ thi triển thổ độn, mò tới gần Hữu Cầm Huyền Nhã, đá ngầm phía trước lại vô cùng kiên cố, thổ độn cũng không có cách nào xuyên thấu. Nghịch ngũ hành đại trận phạm vi nhỏ, bày trận không tốn linh thạch sao? Thí luyện có cần làm đến mức như vậy không? Linh Nga phàn nàn vài câu trong đáy lòng, lặng lặng quan sát một hồi, thân hình hóa thành một tia khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, một con bướm nhỏ dương cánh rơi vào phía sau lưng Hữu Cầm Huyền Nhã, dựa vào mái tóc dài của nàng che lấp bản thân. Linh Nga dùng giọng khàn khàn truyền âm la lên, Hữu Cầm tiên tử, Hữu Cầm tiên tử. Thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã run rẩy, dùng tiếng nói suy yếu lẩm bẩm nói, ai thế? Bần đạo. Minh Giai, quen biết cùng với sư tôn, ngày hôm nay đi ngang qua nơi đây, lại thấy tiên tử bị nhốt, chuyên tới để cứu giúp. Linh Nga tiếp tục nói, sau đó ta sẽ cởi bỏ tiên thằng cho tiên tử xông về phía bên trái 30 trượng, bần đạo liền có thể mang ngươi dùng độn pháp rời khỏi nơi đây. Đa tạ tiền bối, việc nhỏ mà thôi. Linh Nga hóa thành con bướm nhẹ nhàng lấp lóe hai lần, tiên thằng liền tự động cởi bỏ. Hai tay giơ cao của Hữu Cầm Huyền Nhã rủ xuống,
nhưng tiên lực của bản thân quá mức yếu ớt lại vận chuyển không thoải mái, lập tức ngã oạt về phía trước, lại trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Kỹ năng diễn xuất thật chân thực, Linh Nga hóa thành bướm nhỏ quả thực kinh ngạc, lập tức dùng một tầng tiên lực bao trùm ở trên người Hữu Cầm Huyền Nhã. Đúng lúc này, trong tiếng sấm rền vang, từng cột nước nổ tung trên mặt biển xung quanh hoang đảo, mấy chục đạo bóng đen phóng lên tận trời. Trong tay xách theo binh khí lóng lánh hàn quang, đã có mười mấy đạo lưu quang đập về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Linh Nga quýnh lên, lập tức liền muốn mạnh mẽ mang Hữu Cầm Huyền Nhã bay lên trời, nhưng Linh Nga còn chưa có hành động. Thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên tuôn ra đạo đạo ánh vàng, một cột sáng màu vàng kết nối với bầu trời và biển. Bên trong ánh vàng, Hữu Cầm Huyền Nhã giang hai cánh tay, thân hình cấp tốc bay nhanh, nhắm mắt ngẩng đầu, tóc dài phất phới ở sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ đúng là thánh khiết như thế. Được rồi, ngừng đi. Bên cạnh truyền đến một tiếng quát, đạo ánh vàng kia chậm rãi tiêu tán, mà những bóng đen nguyên bản, khí thế hùng hổ đánh tới, vào giờ phút này cũng rơi xuống thẳng tắp, từng người nhắm hai mắt lại. Giấy, đạo nhân giấy. Linh Nga hóa thành bướm nhỏ hoàn toàn bị bóng đen nhấn chìm, nàng hơi sững sờ, một hồi lâu cũng không thể hồi phục. Đây là tình huống gì? Mãi cho đến khi Hữu Cầm Huyền Nhã thở ra một hơi, mà một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ bay tới từ nơi xa, bưng một khỏa lưu ảnh cầu ở trong tay, cười nói, lần này không tệ, chỉ cần một lần đã vượt qua. Hữu Cầm Huyền Nhã thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời này, trong con ngươi tràn đầy sáng ngời, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, tiếp theo sẽ đi đâu? Chương 784. Không vội, trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Trường Thọ hắng giọng, đạo nhân giả danh, còn không hiện thân. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía sau, con bướm kia cùng với đạo đạo tiên quang, hóa thành thân hình Linh Nga, khuôn mặt và đạo vận tự thân vẫn mang theo một tầng ngụy trang như cũ. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh, trận thí luyện chính là chuyện này sao? Không sai, Lý Trường Thọ ấm giọng nói, biểu hiện của muội lần này. Hoàn toàn thất bại, 6.000 lần ổn tự kinh, sau khi về núi hãy tiến hành bổ sung. Sao lại thế? Ta không phục, người ta đã hoàn thành nhiệm vụ cứu Hữu Cầm sư tỷ. Muội đã từng nhìn thấy bướm nhỏ ở trên hoang đảo sao? Hóa thân của Lý Trường Thọ trừng to mắt nói, bàn tay lớn điểm một vòng đối với xung quanh, mắng, nếu nơi này có một cọng cỏ, ta coi như muội đã vượt qua cửa ải. Chuyện này, Linh Nga lập tức ủy khuất khuất, khuôn mặt lạnh lùng của Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không khỏi căng ra, lôi kéo Linh Nga che miệng cười khẽ. Sư huynh, các ngươi đang làm gì thế? Linh Nga có một chút buồn bực hỏi. Hãy truyền âm mà nói, ta sẽ lưu truyền hình ảnh bên trong lưu ảnh cầu trên phạm vi rộng rãi tại Hồng Hoang, để Hữu Cầm sư tỷ của muội dương danh tứ hải, hấp dẫn càng nhiều hiền tài và chi sĩ chính nghĩa gia nhập thiên đình. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy thật là lợi hại, vậy thì ngũ trang quan mà ta phải đi đến để thực hiện trận thí luyện thứ ba là địa phương nào? Làm xong sớm một chút, ta cũng có thể về núi sớm một chút. Đây mới là thí luyện chân chính lần này muội xuống núi, nơi đó là đạo trường của một vị cao nhân. Muội cần tự mình tìm hiểu xem nơi đó là ở đâu, tìm được nơi đó, gặp chủ nhân ở bên trong. Sư huynh, có phải là huynh cũng không biết nơi đó ở đâu, lại muốn thêm 6.000 lần sao? Nếu không thì sư huynh trực tiếp phán ta thua đi, ta trở về núi chép kinh văn cũng được. Vậy thì gấp 10, làm phiền rồi, ta sẽ đi tìm ngũ trang quan. Tại hậu viện động xuất cung, ở dưới gốc đại thụ kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe đối thoại truyền ra từ bên trong thái cực đồ, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười như bó hoa. Tam tinh cùng nguyệt của Trường Thọ năm đó, nếu như đều có thể kết thành nhân duyên sẽ rất náo nhiệt. Hả? Đại Pháp Sư đột nhiên nhướng mày, thái cực đồ nhẹ nhàng rung động, trong đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Làm sao lại nháo sự vào thời điểm này? Bọn người kia cũng phát giác ra được, Hồng Hoang sẽ có đại kiếp buông xuống. Cùng với vài tiếng nói thầm, thân ảnh của Đại Pháp Sư tại biến mất tại chỗ không thấy. Trong chốc lát, một đạo lưu quang giống như xuyên thấu không gian, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Huyền Đô Thành có biến, trăm năm mới có thể quay về. Đại Pháp Sư đi đến Huyền Đô Thành, trăm năm mới có thể trở về. Tiếp nhận Ngọc Phù Tiểu Ngân đưa tới Phủ Thủy Thần, Lý Trường Thọ cơ hồ trong nháy mắt, độ khẩn trương của đạo tâm gia tăng 3 phần, cả người đều nổi lên một tia lo lắng. Đại Pháp Sư đi đến Huyền Đô Thành vào thời khắc mấu chốt này, nhân giáo thiếu đi chiến lực thông thường mạnh nhất trèo trống,
áp lực trên vai của Lý Trường Thọ bỗng nhiên tăng mạnh. Tiểu Ngân đến phủ thủy thần truyền tin, hẳn là chỉ thị của lão quân. Ngụ ý, đại pháp sư không có ở Ngũ Bộ Châu trong khoảng thời gian này, sự tình nhân giáo đều sẽ do tiểu pháp sư hắn lo liệu. Mà Lý Trường Thọ hạ thủ đối với Lục Áp, hoặc là gặp được tình hình nguy cấp gì, cũng đều không thể liệt đại pháp sư vào chiến lực có thể dùng. Bên cạnh đầm nước Hắc Trì Phong, Lý Trường Thọ đứng dậy đi qua đi lại. Hắn muốn bảo Linh Nga ngừng thí luyện, nhưng nhìn hình ảnh bên trong đầm nước, khuôn mặt nhỏ của Linh Nga mang theo vài phần chờ mong và nghiêm túc kia, lại có một chút do dự. Thủy thần đây là sao? Bạch Trạch bưng chén trà ở bên cạnh hỏi, thế nhưng đang lo lắng cái gì? Đại pháp sư đi đến Huyền Đô Thành, nơi đó dường như có một chút phiền phức. Lý Trường Thọ ngồi trở lại chỗ ngồi vừa rồi, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Thuận tiện, Lý Trường Thọ bí mật quan sát biểu tình và ánh mắt biến hóa rất nhỏ của Bạch Trạch. Nếu Bạch Trạch để ý đến uy hiếp của Đại Pháp Sư đối với bản thân y, vậy đã nói rõ tâm của Bạch Trạch chưa định. Lúc này, lời nói và tư duy của Bạch Trạch hẳn là sẽ phân tích sau khi Đại Pháp Sư rời đi, thế lực phe mình sẽ thừa nhận bao áp lực lớn ngoài định mức. Nếu Bạch Trạch đã tâm định nhân giáo, lúc này Đại Khái sẽ hỏi một câu. Vực ngoại thiên ma ở Huyền Đô Thành lại mạnh như vậy, lại cần Đại Pháp Sư đích thân trấn thủ. Bạch Trạch bấm ngón tay suy tính, lại lắc đầu nói, nơi đó chính là rìa thiên đạo, lực lượng thiên đạo quá yếu ớt, cũng không thể tính ra cái gì. Lý Trường Thọ cười cười, buông tách trà xuống, ta cũng không có đi qua, không biết Huyền Đô Thành là tình hình nào, nhưng hẳn là tồn tại cường giả có thể uy hiếp được Hồng Hoang. 3.000 tiên thiên thần ma bị bàn cổ thần chém giết lúc khai thiên tích địa, cá lọt lưới ở trong đó, hẳn là cũng có một chút khó giải quyết. Yên tâm, tiên thiên thần ma chung quy là không có cách nào thành thánh. Bạch Trạch mỉm cười nói, ở bên trong hỗn độn hải, đạo, linh hỗn, tạp, đại đạo không được đầy đủ, muốn tu hành viên mãn là cực kỳ khó khăn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thở dài, bắt đầu từ bây giờ, đại pháp sư không có ở đây, ở phía Linh Nga sẽ là thí luyện chân chính. Cái trán của Bạch Trạch treo mấy vạch đen, thầm nói, thủy thần phải chăng có hiểu lầm gì đó đối với hai chữ thí luyện. Lý Trường Thọ đảo ánh mắt qua. Bạch Trạch rung động khóe miệng mấy cái, ai, đột nhiên mất đi sự che chở của đại năng đỉnh tiêm, tình cảnh của Linh Nga quả nhiên rất nguy hiểm. Lý Trường Thọ lập tức rất tán thành. Bạch tiên sinh cảm thấy, ta có nên để Linh Nga tạm thời về núi hay không? Cũng không nên. Bạch Trạch cười nói, cái gọi là lịch luyện, chính là muốn đi trải qua, đi thể hội, để đạo tâm hướng tới viên mãn. Thủy thần có một chút bảo hộ quá độ đối với Linh Nga rất thông minh. Bảo hộ thủy thần làm lúc này, kỳ thật đã có thể nói là vạn vô nhất thất. Thủy thần chớ quên, Linh Nga còn có một lần kim tiên kiếp, lúc này thừa nhận nguy hiểm thích hợp, liền có thể giảm bớt một phần hung hiểm cho kim tiên kiếp. So sánh với nhau, chuyện này là tốt. Tốt. Lý Trường Thọ gật gật đầu, kỳ thật trong đáy lòng cũng biết những đạo lý này, lúc này bất quá là mượn miệng của Bạch Trạch thuyết phục chính mình mà thôi. Lập tức, lại âm thầm điều khiển đạo nhân giấy, ở bên trên cơ sở quân đoàn đạo nhân giấy đậu tiên binh nguyên bản, phái thêm hai cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, cộng thêm hai bộ thiên cương địa sát linh bạo trận đi qua. Hắn lại dặn dò, Bạch tiên sinh, nếu Linh Nga có điểm giữ gì, còn xin kịp thời nói với ta một tiếng. Thủy thần yên tâm, thủy thần yên tâm. Bạch Trạch liên thanh đáp ứng, tự nhiên biết thủy thần cũng không phải là vui đùa. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 785. Hình ảnh hiện ra trên đầm nước, lúc này Linh Nga đã tiến vào một tòa phường trấn tương đối phồn hoa ở Đông Thắng Thần Châu. Nàng không dám trực tiếp đi nghe ngóng ngũ trang quan ở nơi nào, trước tiên ở lại bên trong phường trấn, bắt đầu âm thầm sưu tập tin tức của ngũ trang quan. Một vị luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên bình thường, muốn tìm được ngũ trang quan lại nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên, thật sự không phải là chuyện dễ. Mặc dù hệ số nguy hiểm nhỏ, nhưng độ khó khăn xác thực khá lớn. Đại Pháp Sư đột nhiên ra ngoài, Lý Trường Thọ luôn cảm thấy trong lòng không quá an tâm. Kế hoạch huyền nhã chiến ký nguyên bản đã sắp hoàn thành, cũng bị hắn tạm thời hô ngừng, để Hữu Cầm huyền nhã tạm tu chỉnh tại Sơn Môn, sau đó lại quay chụp đoạn phim ngắn thứ 9. Nói đến Hữu Cầm huyền nhã, Lý Trường Thọ trong 2 năm qua cũng rất khâm phục đối với nàng.
Từ tảng băng giả tạo với gương mặt lạnh lùng và biểu cảm xấu đến hôm nay, kỹ năng diễn xuất đến ngày hôm nay ngày càng siêu việt, trước đây cũng đều lừa Linh Nga một cách êm thấm. Tương lai có hy vọng, có thể tạo ra tác dụng lớn. Mà Hữu Cầm Huyền Nhã đến lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng, nàng đang phối hợp Lý Trường Thọ làm những gì. Kế hoạch siêu cấp thiên binh, trở thành người phát ngôn của thiên binh thiên đình, tuyên truyền thiên đình tại ngũ bộ châu Hồng Hoang cùng với bên trong 3.000 thế giới. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được tâm thái biến hóa của Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng từ ban đầu có một chút kháng cự, đến dần dần tiếp nhận. Lại tin tưởng đây là một phần cống hiến của chính mình vì thiên địa ổn định, vì thiên địa chính đạo, cũng dành hết tâm huyết của mình vào trong đó. Nhưng Lý Trường Thọ không biết chính là, buổi tối ngày hôm đó, những lời hắn nói ở bên hồ Tiểu Quỳnh Phong đã được Hữu Cầm Huyền Nhã coi như lời vàng ngọc. Huyền Nhã, muốn trở thành hình mẫu cho nhiều người không phải là một việc dễ dàng, cần phải nghiêm khắc với bản thân, cần quan tâm đến hình ảnh của chính mình mọi lúc, lòng mang chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện này ít nhất phải kéo dài 300 đến 500 năm, ngươi cuối cùng phải lấy ra một phần giác ngộ mới được. Hôm đó, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở bên hồ suy nghĩ hồi lâu, mãi cho đến đêm tối đầy trời, mới dùng giọng điệu chắc chắn nhất trong đời. Đưa ra lời hứa của mình, Trường Thọ sư huynh, Huyền Nhã sẽ dốc hết toàn lực làm tốt việc này. Trong lời nói của nàng đã không phải là giúp sư huynh làm tốt việc này, khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Từ khởi động máy 2 năm trước, mãi cho đến thoát hiểm hoang đảo gần đây có Linh Nga tham dự, Hữu Cầm Huyền Nhã đã đạt được rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Ở trong đó, thu hoạch lớn nhất chính là thấy được nhiều mặt của Lý Trường Thọ. Ý nghĩ thiên mã hành không, thiết kế tinh diệu tuyệt luân, thao tác không thể tưởng tượng, kỳ tư diệu tưởng lấy mãi không hết kia của hắn, làm cho Hữu Cầm Huyền Nhã thật sự không kịp nhìn. Trường Thọ sư huynh nguyên bản có một chút đơn nhất lại cố hóa, cấp tốc đầy đặn lại phong phú ở trong đáy lòng nàng. Thế là, mới vừa được Lý Trường Thọ truyền âm nhắc nhở, Hữu Cầm Huyền Nhã liền không nhịn được bay ra khỏi động phủ, chạy về hướng Hắc Chỉ Phong. Mấy năm này, Hữu Cầm Huyền Nhã sẽ thường xuyên đến bên trên Hắc Chỉ Phong, ma luyện kỹ năng diễn xuất, học tập một ít tư thế. Thấy Hữu Cầm Huyền Nhã bay tới, Bạch Trạch tiện tay tạo ra một cái khe hở trên đại trận xung quanh Hắc Chỉ Phong, để cho nàng thông suốt đi tới cạnh đầm nước. Một vệt màu băng lam chiếu vào trong đầm nước, nơi đây nhiều hơn mấy phần sắc đẹp khác. Trường Thọ sư huynh, Bạch tiên sinh, Huyền Nhã đến sao? Muốn uống chút gì không? Bạch Trạch cười nói một tiếng, ra hiệu cho Hữu Cầm Huyền Nhã đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ nhập tọa. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, cười nói, có phải hay không bởi vì vừa rồi ta truyền âm? Ừm, đa tạ Bạch tiên sinh hao tâm tổn trí. Hữu Cầm Huyền Nhã sửa sang lọn tóc bên tai, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Lý Trường Thọ, khép lại váy ngồi ở bên trên ghế gỗ, ánh mắt cũng bị hình ảnh trên đầm nước hấp dẫn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng hỏi, Trường Thọ sư huynh, ta có chỗ nào cần cải thiện không? Lý Trường Thọ nói, gần đây sống ở bên ngoài không quá yên ổn, ngươi đã làm vô cùng không tệ, không cần phải lo lắng. Bạch Trạch cười xùy một tiếng, khá cho một câu ở bên ngoài không quá yên ổn. Không cho Linh Nga về núi sao? Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút lo lắng hỏi. Tạm thời không cần, sự tình còn chưa nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Lý Trường Thọ vừa định giải thích thêm vài câu cho nàng, tâm thần thoáng có một chút chập trùng, lại là phủ thủy thần thiên đình có người cầu kiến. Lý Trường Thọ nói, chờ một lát, thiên đình có một số việc. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, tâm thần quy về bên trong đạo nhân giấy phủ thủy thần, mở ra cấm chế xung quanh thư phòng. Lần này lại có thiên tướng ở bên ngoài bẩm báo cái gì, cửa gỗ trực tiếp bị phá tan, Nguyệt Lão một thân hỉ bào đỏ chót vọt vào. Thủy thần, nhanh, bệ hạ xảy ra chuyện. Lý Trường Thọ hoàn toàn giật mình, cộc 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 cộc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong nhân duyên điện, hơn mười mấy đạo thân ảnh vội vàng mà đến, trực tiếp chạy tới hậu điện nhân duyên điện. Nhưng bọn hắn vừa tới cửa vào hậu điện, liền bị mấy vị chính thần ngăn lại. Thủy thần có lệnh, không thể tùy ý đi vào trọng địa thiên đạo, còn xin các vị chờ tại đây một chút, chờ tin tức là được. Hát mười mấy vị tiên thần nghe tin mà đến này dừng chân lại, cả đám đều nhìn về phía trước. Ở trước tinh hải hóa thành tượng đất nhân duyên kia, Lý Trường Thọ, Đông Mộc Công, Long Cát Công Chúa cùng với Nguyệt Lão đang vây tại một chỗ, chặn ánh mắt phía sau. Lực lượng thiên đạo nồng đậm nơi đây cũng ngăn cách tiên thức ở bên ngoài. Lúc này, Đông Mộc Công nhíu mày trầm ngâm, phải làm sao mới ổn đây?
ngón tay nhỏ nhắn của Long Cát quấn quanh một lọn tóc trước người, bên trên khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy xoắn xuýt. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi, loại tình huống này, đã bao lâu? Vừa mới, dài nhất bất quá chỉ một năm. Nguyệt Lão có một chút chắc chắn trả lời, lần trước tiểu thần xem xét, là vào 10 tháng trước, lúc ấy còn chưa xuất hiện dị trạng như vậy. Lão sư, Long Cát nhỏ giọng hỏi, chúng ta nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn để Nguyệt Lão động cái kéo? Chuyện này tiểu thần cũng không dám. Nguyệt Lão cũng đều cuống đến phát khóc, tiểu thần nào có lá gan này, dám phá hỏng bệ hạ. Im lặng. Lý Trường Thọ liếc nhìn cửa hậu điện, vung tay bố trí một tầng kết giới cách âm, sau đó nhíu mày nhìn chăm chú tượng đất trước mặt này. Lúc này Ngọc Đế bệ hạ ở bên trong phàm tục chỉ mới hơn mười mấy tuổi, vậy làm sao liền? Lúc này, tay và chân tượng đất chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế đều đã được buộc lại bởi dây đỏ, trừ dây đỏ nguyên bản đã định ra cùng với chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu Nương Nương ở tay trái, còn cứng rắn sinh ra thêm 5 sợi dây đỏ. Chương 786. Quả nhiên không hổ là Ngọc Đế bệ hạ, tuổi còn nhỏ liền có chí hướng hùng vĩ như vậy. Chấp niệm của một tia thần hồn Ngọc Đế bệ hạ trước khi chuyển thế này, không phải là. Long Cát khẽ thở dài, sắc mặt có một chút phức tạp, nếu mẫu thân biết, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Đây là lịch luyện thiên đạo hạ xuống. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, điện hạ chớ nên suy nghĩ nhiều, bệ hạ và nương nương rất tôn trọng nhau, càng là tấm gương cho hôn nhân của chúng sinh. Đông Mộc Công vội hỏi, thủy thần, chúng ta thật sự muốn. Không vội, việc này tốt nhất vẫn là để cho bệ hạ tự làm ra quyết đoán. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, lại nói, Nguyệt Lão, kéo ra những nữ nhân tương ứng với những sợi dây đỏ này nhìn thử. Nguyệt Lão vội nói, tiểu thần sẽ làm ngay. Lập tức, ngón tay của Nguyệt Lão nhanh chóng lắc lư, mấy bức tượng đất bay ra từ trong tinh hải, lơ lửng ở quanh người chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ lần lượt nhìn bọn họ, ngoại trừ chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu đã là khóa nhân duyên cùng với Ngọc Đế, 5 người khác phân biệt đối ứng là một vị nữ hộ vệ phủ tướng quân, một vị cô nương chơi nhạc tại quán trà nào đó, hai vị cô nương thanh lâu đầu bảng, một vị thiên kim nhà quyền quý cùng thành. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, cũng may đều là nữ tử. Ba tiên bên cạnh cùng nhau giật mình, như vậy tối thiểu là phù hợp với âm dương đại đạo. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hiện nay bệ hạ chính là lúc mới biết yêu, có một chút ý nghĩ là chuyện rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Cứ yên tâm là được, những dây đỏ này hẳn là đều sẽ tự động chóc ra. Đông Mộc Công sầu mi khổ kiểm nói, như vậy nếu không chóc ra thì làm sao bây giờ? Nếu bệ hạ thật sự vào lúc lịch kiếp, có tam thê tứ thiếp, hẳn là chờ bệ hạ trở về, thiên đình cũng sẽ. Chuyện này cũng không hợp với thiên quy. Nguyệt Lão nói, Vương Mẫu Nương Nương chỉ sợ là sẽ chém tiểu thần thành cặn bã. Long Cát cũng nói, nếu kết duyên cùng với quá nhiều nữ tử phàm tục, xác thực sẽ làm cho tình cảnh của phụ thân có một chút xấu hổ, cũng dính đến danh dự và danh vọng của thiên đình. Lão sư, chỉ có ngài mới có thể ngăn trở việc này. Lý Trường Thọ trầm mặc. Lý Trường Thọ hỏi, chuyển thế thân lịch kiếp của Nương Nương đã gặp mặt với bệ hạ chưa? Chỉ từng nhìn thấy lúc nhỏ. Nguyệt Lão nói, nhưng chuyển thế thân lịch kiếp của Nương Nương đều là trêu cợt chuyển thế thân lịch kiếp của bệ hạ, lúc này hai bên còn chưa có hảo cảm. Theo chuyện xưa Nương Nương định ra trước đây, bọn họ còn phải qua 2 năm mới có thể cọ sát ra hoa lửa, sau đó ngầm sinh tình cảm. Không đợi được. Thần quang phun trào bên trong hai mắt của Lý Trường Thọ, tóc trắng phất phới, nói, hiện tại liền sửa, làm cho Nương Nương và chuyển thế thân lịch kiếp của bệ hạ chạm mặt vào thời gian gần nhất, gieo xuống tình cảm. Đây là thượng sách. Đông Mộc Công hỏi, đã có thượng sách, nhất định là có trung sách và hạ sách. Sau đó ta sẽ liền đi làm trung sách. Lý Trường Thọ nói, chính là âm thầm rời những nữ tử kia đi. Vậy hạ sách thì sao? Trong đáy mắt của Long Cát tràn đầy hiếu kỳ. Lý Trường Thọ, chúng tôi đã hứa rằng sẽ không ưu tiên sử dụng nhị sư huynh bản anh Tuấn. Việc này nói lớn, có quan hệ đến sự bình ổn của thiên đình, danh vọng của thiên đình. Nói nhỏ cũng chỉ là việc nhà của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu. Nếu Vương Mẫu cũng không hạ phàm, như vậy lúc này tự nhiên là không cần chú ý nhiều, nhưng có ý chỉ của Vương Mẫu phía trước. Càng là đích thân đi xuống, Ngọc Đế bệ hạ còn muốn tam thê tứ thiếp, chuyện này có một chút không ổn. Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công thương nghị một phen, định ra sách lược việc này,
Đông Mộc Công phụ trách bác bỏ tin đồn tại Thiên Đình. Lý Trường Thọ hạ phàm an bài rất nhiều công việc, Nguyệt Lão phụ trách nhìn chằm chằm dây đỏ nhân duyên biến hóa trong Nhân Duyên Điện. Hóa thân Thủy Thần trở về phủ Thủy Thần trước, Lý Trường Thọ ở ngay bên cạnh đầm nước Hắc Chỉ Phong mở hai mắt ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nhắm mắt đả tọa ở ngay bên cạnh, Bạch Trạch đi vào trong phòng bếp bận rộn. Lý Trường Thọ chào hỏi Bạch Trạch một tiếng, Bạch Trạch bưng tiên quả vừa mới chuẩn bị xong phiêu nhiên mà về, cười nói, Thủy Thần đã gặp chuyện phiền toái gì? Bạch tiên sinh có biết về sự tình nhân duyên? Chuyện này, ta biết một chút. Bạch Trạch cau mày nói, bần đạo dù chưa đi tìm đạo lữ, gặp được nhân duyên, nhưng cũng đã thấy không ít yêu hận tình cừu. Nhân duyên chuyển thế thân của Ngọc Đế đã xảy ra chuyện rồi, thật sự không thể gạt được Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, nói kỹ càng việc này một lần, cùng nhau suy tư đối sách cùng với Bạch Trạch. Xác thực chỉ có ba sách này. Bạch Trạch nói, đáng tin nhất ngược lại là trung sách, Ngọc Đế hạ phàm vốn là mang theo tâm thái chơi đùa một thế. Cho dù là có hôn ước cả đời đối với chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu, trong lòng cũng có thể sẽ có những người khác. Lý Trường Thọ, làm sao lại cảm thấy tiên sinh đang nói bóng gió cái gì? Thủy Thần lo ngại, Thủy Thần lo ngại. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, vì sao không đơn giản hơn một chút, trực tiếp nói chuyện cùng với chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch đều ngẩn ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế bây giờ chính là thời niên thiếu, chính là giai đoạn cần dẫn dắt, vì sao sư huynh không dùng hóa thân tới làm tiên sinh dạy học? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói, nếu Đại Pháp Sư có ở đây liền tốt, để Đại Pháp Sư đi dẫn dắt bệ hạ là thỏa đáng nhất. Nếu không, Bạch tiên sinh, không, Bạch Trạch vội vàng khoát tay, việc này tuyệt đối không được, ta vẫn là thay ngươi nhìn chằm chằm an nguy của Linh Nga thì càng thỏa đáng hơn. Lý Trường Thọ thở dài, ta thân làm thần tử, thật sự không quá thích hợp. Hắn vừa dứt lời, một tia đạo vận lưu chuyển ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đạo vận run run, đại đạo minh minh, một từ quen thuộc lặng yên ngưng tụ thành, làm cho Lý Trường Thọ cũng không dám lộ ra bất luận biểu tình ghét bỏ gì. Đi! Bạch Trạch cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã còn chưa kịp phản ứng, Lý Trường Thọ liền cúi đầu đối với không trung xa xa, cất cao giọng nói, đệ tử rõ ràng. Sau đó đứng dậy, tràn đầy cảm động nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, làm cho Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không nhịn được đứng lên. Đôi mắt sáng của Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo vài phần nghi hoặc, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn quấn lấy nhau, làn váy xanh như băng chậm rãi rủ xuống như gợn nước, có chút bối rối. Bạch Trạch cười nói, Thái Thanh lão gia nghe được lời nói của chúng ta, đã hạ lệnh cho ngươi rồi. Bạch tiên sinh nói sai rồi. Lý Trường Thọ thở dài, lão sư bày mưu nghĩ kế, mưu tính thiên cổ, đã sớm biết sự tình của Ngọc Đế bệ hạ, bất quá là cho ta một chút nhắc nhở, chớ nên do dự làm hỏng việc. Bạch Trạch lập tức nhíu mày trầm tư, đây chính là chênh lệch giữa chính mình cùng với Thủy Thần, làm cho thú tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 787. Cái trán của Hữu Cầm Huyền Nhã treo mấy cái dấu hỏi, nhưng Lý Trường Thọ không nói nhiều, nàng cũng không dám hỏi nhiều, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Liền nghe được, Trường Thọ Sư Huynh cùng với Bạch Tiên Sinh bắt đầu thương lượng phân công sự tình. Dường như muốn Bạch tiên sinh thời khắc chú ý an nguy của Linh Nga, mà Trường Thọ sư huynh cũng chia một bộ phận tâm thần ở bên trong Nam Thiện Bộ Châu. Hữu Cầm Huyền Nhã chủ động nói, Trường Thọ sư huynh, có chuyện gì mà Huyền Nhã có thể làm không? Những việc mà ta thương thảo lúc này, ngươi tạm thời không có cách nào tham dự. Lý Trường Thọ cười nói, lúc tu hành ở trong núi, nhớ ôn tập kỹ những động tác ta dạy ngươi trước đó. Vâng. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền đáp ứng một tiếng, thấy Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch tiếp tục thương thảo sự tình tiên sinh dạy học, liền đi đến một bãi đất trống cách đó không xa. Khẽ hít một hơi, ánh vàng nhàn nhạt sáng lên quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã, phản chiếu hai má và làn da trắng nõn của nàng càng thêm rõ ràng. Nàng điểm ra một chiếc gương nước trước mặt phản chiếu dáng người của mình, sau đó tay trái nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng đưa về phía trước. Thân thể nghiêng sang bên cạnh, thân hình mảnh mai toát lên vẻ đẹp rực rỡ, cả người tràn đầy khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, giống như nữ võ thần vậy. Chính đạo tang thương, bảo trì động tác trong mấy cái chớp mắt, khuôn mặt của Hữu Cầm Huyền Nhã đỏ lên, thu
thu hồi đại kiếm, tự hỏi làm sao có thể cải thiện thân thái của mình trong động tác vừa rồi. Cạnh đầm nước, Bạch Trạch khoanh tay, dùng bả vai đụng vào Lý Trường Thọ, truyền âm nói, vị hữu cầm huyền nhã này, thanh danh chắc chắn truyền khắp 3.000 thế giới. Khi nào thì thủy thần dự định đưa nàng lên thiên đình? Trong vòng 3 năm rưỡi nữa. Lý Trường Thọ nâng tách trà lên nhấp một hớp, cụ thể còn phải xem ý tứ của nàng. Mặc dù ta làm nhiều an bài như vậy, nhưng cũng không muốn ép buộc nàng làm cái gì. Bạch Trạch hơi nhếch khóe miệng, lạnh nhạt nói, thủy thần, ngươi có chút không đáng tin cậy, cô nương người ta một lòng làm những gì ngươi nói, ngươi lại còn nói như vậy. Có khi thủy thần đều là vô thức trốn tránh một ít trách nhiệm, đây quả thật là vì tránh né nhân quả, nhưng ít nhiều có một chút không đẹp. Đã làm cho nàng đi trên con đường này, vì sao không thể trực tiếp cho mệnh lệnh rõ ràng cho nàng? Nàng tuy chỉ là xuất thân từ đạo thừa nhân giáo, nhưng thủy thần cũng đã là đệ tử được thánh nhân tán thành, thay nàng thừa nhận một chút áp lực vốn là không ảnh hưởng đến toàn cục. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, cười nói, Bạch tiên sinh dạy bảo rất đúng, cũng là ta suy nghĩ có một chút không chu toàn. Vậy thì kế tiếp, ta liền trực tiếp an bài cho Huyền Nhã. Chuyện mà thủy thần suy nghĩ, chu toàn có thừa. Người mà thủy thần suy nghĩ, luôn luôn có khuyết điểm. Ha 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 ha, nói đùa mà thôi, thủy thần chớ để ở trong lòng. Lý Trường Thọ lắc đầu, quay người liếc nhìn tình huống của Linh Nga, bắt đầu làm bước đầu tiên trong kế hoạch. Nửa ngày sau, đạo nhân giấy mà Lý Trường Thọ giấu ở bên người Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu đã có động tĩnh một lần nữa sau nhiều năm. Hai cỗ đạo nhân giấy bay ra dưới nền đất, một cỗ hóa thành bộ dáng văn sĩ trung niên, đổi lại một thân cẩm bào, cầm một cái quạt xếp, một cỗ đạo nhân giấy khác đặt ở trong tay áo làm dự bị. Liền như vậy, nghênh ngang đi về hướng thành Quách Phồn Hoa này. Trong đáy lòng, cũng nổi lên kịch bản của Vương Mẫu nương nương sau khi sửa chữa, có quan hệ đến lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu. Ngọc Đế trong một thế này, sinh ra trong nhà phú quý, phụ thân là tướng quân của tòa thành trì này, nắm giữ trong tay một nhánh binh mã phàm tục, bên trong phạm vi ngàn dặm cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế tên là Hoa Hữu Minh, từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, xưng bá một phương tại hậu viện phủ tướng quân, ghét văn thích võ, tính tình qua loa, làm việc thô giáp, bụng dạ hẹp hòi. Đây là sự sắp đặt của kịch bản, không phải là tính tình của bản thân Ngọc Đế. Quyền thần bình thường nghiêm túc nói. Chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu là đại tiểu thư của phủ thành chủ bản địa, ôn nhu hiền thục, tên là Hạ Ngưng Sương, bởi vì Ngọc Đế Vương Mẫu là dùng một chút thần hồn lịch kiếp. Hình dáng tướng mạo khuôn mặt sau khi bọn họ trưởng thành đều tương tự cùng với bản thể, cho nên Hạ Ngưng Sương đã sớm được xưng là mỹ nhân. Theo kịch bản Vương Mẫu nương nương định ra, Hoa gia cùng với Hạ gia vốn là thân cận. Mà Hạ Ngưng Sương từ nhỏ đã yêu thích giày vò Hoa Hữu Minh, mỗi lần hai người gặp mặt đều không thiếu được một hồi trêu cợt. Lý Trường Thọ vốn không nguyện ý đi đến thế tục. Can thiệp lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu vốn là sự tình phí sức không có kết quả tốt. Nhưng bởi vì một chữ đi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến thành này, có một cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng với Ngọc Đế và Vương Mẫu. Gặp gỡ bất ngờ, gặp phải cái gì? Lý Trường Thọ còn chưa vào thành, tiên thức quét qua, liền phát hiện ra một thiếu niên gào to trong quán trà. Nhìn thiếu niên lang này, mày kiếm mắt sáng, phong khoáng ngông nghênh, ngày nắng to khoác áo lông chồn đen, thân thể nửa nửa nghiêng nửa đổ nằm ở trên giường. Ở trái phải thiếu niên, có 16 người mang vũ khí, 8 người mặc quần áo người hầu, chiếm mấy chiếc bàn ở phía trước. Trên sân khấu gỗ quán trà, có mấy vị nữ tử trẻ tuổi đang thổi kéo đàn hát, hát chính là điệu hát dân gian réo rắt, đánh những âm tiết trầm bổng nhẹ nhàng, trình độ ngược lại là coi như không tệ. Quán trà này gần như kín chỗ, tiểu nhị quán trà hối hả ngược xuôi, đưa trà đưa đồ ăn thu tiền. Đánh xong một khúc, ở góc quán trà có một đại gia đứng dậy khen hay, nhưng mới vừa khen nửa tiếng liền bị người đồng hành chặn lại. Thấp giọng nói, không muốn sống nữa à, Hoa thiếu gia cho người hô sao. Bên trên giường mềm hàng trước nhất quán trà này, vị thiếu gia mặc áo lông chồn mùa hè kia bình tĩnh hắng giọng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay, nói một tiếng, thưởng. Có người hầu lập tức bưng một chiếc khay hướng về phía trước, tùy tiện đưa một chút vàng bạc cho các cô nương khác. Lại đưa một đôi vòng tay có giá trị không nhỏ, đưa đến trước mặt vị thiếu nữ đánh tỳ bà kia. Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ bừng, đứng dậy hạ thấp người hành lễ đối với thiếu tướng quân Hoa Phủ, ôn nhu nói một câu, đa tạ thiếu gia. Hôm nay liền đánh đến đây thôi. Thiếu niên đứng lên nói, đừng có quá sức, ngày mai ta sẽ trở lại nhìn ngươi.
Thiếu nữ kia vội nói, vâng, thiếu gia. Đám binh vệ cầm đao cùng với người hầu kia lập tức đứng dậy, xếp thành hàng ngũ ở phía sau thiếu niên này, nghênh ngang đi ra khỏi quán trà. Trước khi ra cửa, trưởng quỹ quán trà ở bên cạnh chạy tới, liên tục thở dài đối với thiếu niên, sau đó thấp giọng hỏi, Hoa thiếu gia, lúc nào ngài mới nạp Oánh Oánh vào bên trong phủ? Sư phụ sư nương của Oánh Oánh vẫn luôn thúc giục tiểu lão nhân nói một tiếng với ngài, đồ vật ngài thưởng đã đủ nhiều, bọn họ thật sự rất bất an. Chương 788. Đến đây, thiếu niên vẫy tay, thân thể đã gần như là người lớn, ôm lấy cổ của trưởng quỹ này. Cái trán của trưởng quỹ này tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt của thiếu niên không có một chút tiêu điểm nào nhìn trên đường, bình tĩnh nói, bản thiếu gia nghe một khúc đàn, liền phải mang người đánh đàn về nhà. Vậy nếu ta đến đây uống thêm vài chén trà, có phải hay không cũng phải mang cả quán trà này đi? Chuyện này. Miệng của trưởng quỹ quán trà cũng đều có một chút run run, Hoa thiếu gia ngài đừng hiểu lầm, tiểu lão nhân chỉ là. Thiếu niên cười lạnh, vỗ vỗ đầu vai của trưởng quỹ quán trà, dẫn người tiêu sái rời đi. Ở góc đường, Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này, cầm quạt xếp che mặt, thật sự có một chút không dám nhìn. Cũng không biết chờ Ngọc Đế bệ hạ kết thúc lịch kiếp, hồi tưởng lại đoạn năm tháng phách lối này, nên là biểu tình cỡ nào. Hơn nữa theo kịch bản của Vương Mẫu Nương Nương, Hoa thiếu gia đại khái 17, 18 tuổi, liền trải qua thay đổi rất nhanh, phú quý phá diệt, sinh hoạt bần hàn. Lại ở rể tại phủ của Vương Mẫu Nương Nương, trải qua mấy năm sống yên ổn, gia đạo sa sút một lần nữa, đây là kết quả trùng hợp của hai cái kịch bản trước sau. Tất nhiên, đây đều là mệnh đồ chú định, tồn tại khả năng cải mệnh, quỹ tích sinh tử bộ định ra, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ách, suy diễn một chút chuyển thế thân của Ngọc Đế bệ hạ, đứng ở đầu tường giơ cao trường kiếm, hô to đối với bầu trời, lão tặc thiên, mệnh ta do ta không do trời. Hình ảnh kia, thật sự kinh điển. Bất quá cân nhắc đến cảm xúc của đạo tổ lão gia, mặt mũi sau khi Ngọc Đế bệ hạ khôi phục bình thường, Lý Trường Thọ vẫn muốn làm một chút công tác, ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, đi theo ở phía sau, trước tiên hiểu rõ một chút tính tình của chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế, lại tìm hiểu tình huống của chuyển thế thân lịch kiếp của Vương Mẫu, cuối cùng quyết định bước kế tiếp an bài như thế nào. Chậc, vừa nghĩ tới chính mình phụng ý chỉ của Thánh Nhân lão gia, an bài Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, cũng tương đối kích thích. Lý Trường Thọ theo đuôi Hoa Hữu Minh nửa tháng. Hắn thấy được một mặt Hoa Hoa công tử của Hoa Hữu Minh tùy ý vui đùa, ở trong thành, đi nam đi bắc, dạo quanh các quán trà, nói chuyện phiếm khoác lác cùng với các thiếu gia nhà quyền quý khác trong thành, sau đó bị một công tử ca tuổi lớn hơn lừa dối đi đến lầu xanh. Kết quả lại bị một vị phó tướng Hoa Phủ mang binh bắt trở về. Cũng chứng kiến tràng cảnh Hoa Hữu Minh bị chế nhạo khi gặp được các tiểu đồng bọn khác. Hoa Hữu Minh đi vào tầng trên một tòa tửu lâu, hết thảy công tử ca uống rượu đều nhìn y bật cười, có hô, Hoa thiếu gia, lại bị mẫu thân ngươi bắt về rồi. Hoa Hữu Minh trừng mắt, vung vạt áo trường bào lên nhét vào đai lưng, bước nhanh đi lên đánh đập mấy người nói chuyện và cười to một trận, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Sau đó Hoa Hữu Minh cầm hầu bao của mấy công tử ca kia lên, tiện tay ném vào trong tay tiểu nhị ở bên cạnh muốn can ngăn lại không dám tiến về phía trước. Tất cả chi phí của tửu lâu hôm nay, mấy vị công tử bọn hắn thanh toán. Mọi người trên tửu lâu nhảy cẫng hoan hô, trong lâu ngoài lâu tràn đầy không khí khoái hoạt. Tiện thể, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ tại sao lại xuất hiện mấy sợi dây đỏ kia. Đây là vào một năm trước, Hoa Hữu Minh mới vừa ra khỏi Hoa Phủ, kết thành bạn tốt cùng với một đám thiếu gia nhà quyền quý, nói khoác lác. Hoa Hữu Minh đến tuổi mới lớn, trong đáy lòng vốn là có một chút háo hức, mà vào thời điểm bạn bè của y đang khoác lác, một người nói ta muốn cưới 10 người, một người nói ta muốn cưới 20 người. Hoa Hữu Minh hừ lạnh một tiếng, kéo vạt áo ra, lộ ra hai chữ chí lớn viết trong đó, lạnh nhạt nói, bản thiếu gia muốn để cho càng nhiều nữ tử nhận được hạnh phúc. Thế là nhất chiến thành danh, trở thành người nổi tiếng trong vòng quan hệ nhỏ này. Cũng chính là ở trong bầu không khí này, Hoa Hữu Minh bắt đầu trở nên có một chút lỗ mãng nóng nảy, một tới hai đi. Vẫn thật sự đã nhìn chúng mấy vị cô nương, nhưng thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê, thứ hai mẫu thân trong nhà quản quá chặt, y cũng không dám thật sự gây sự. Loại sự tình tương tư này, có thể là tình thâm, cũng có thể là tham đơn thuần. Hoa Hữu Minh chính là thuộc về vế sau,
chiếu lên bên trên tượng đất nhân duyên, làm nảy sinh tình huống trong nhân duyên điện. Chính mình nên dẫn dắt như thế nào? Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột tiến đến Hoa Phủ, mà là bắt đầu điều tra tình hình trong ngoài tòa thành trì này, liệt kê tất cả các thế lực thế tục trong vòng ngàn dặm xung quanh. Việc có quan hệ đến Ngọc Đế bệ hạ, tóm lại là cần phải thận trọng một ít. Lý Trường Thọ lúc này cũng không muốn đi làm lão sư của chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế, suy đi nghĩ lại, quyết định lẫn vào Hoa Phủ, làm một vị thư đồng. Hoa Phủ, siêu cấp thư đồng, mình dường như đã xem tập này ở kiếp trước. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại bắt đầu đợt thử đầu tiên. Hắn hóa thành một thiếu niên, cõng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi, đến trước cửa sau Hoa Phủ, vừa định tới gần, liền bị hai vị binh vệ ngăn cản, dừng lại. Muốn làm cái gì? Ta là học sinh đọc sách, bởi vì gia đạo sa sút, không thể kiếm sống, cho nên nghĩ mới đến phủ hỏi một chút, nơi này có thiếu thư đồng hay không? Không thiếu. Hai vị, thả chó. Lý Trường Thọ trừng mắt, còn chưa kịp nói hết câu, cửa hậu viện mở ra, mấy con chó cao 4-5 tấc vọt ra, đuổi theo Lý Trường Thọ chạy 3 con phố. Sự lãnh khốc của hai vị thủ vệ đại ca này thật sự làm cho quyền thần thiên đình bình thường cảm thấy kính nể. Lý Trường Thọ lặng lẽ trở về cửa sau, suy nghĩ một hồi về Hoa Phủ. Đúng lúc này, một trung niên nam nhân mặc áo khoác dài, để râu quai nón đi tới, nói thầm với Lý Trường Thọ, huynh đài cũng muốn vào Hoa Phủ kiếm sống. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, huynh đài hẳn là có phương pháp. Đúng thế, chúng ta chuyên giúp những anh hùng hảo hán muốn vào Hoa Phủ làm việc lại không có đường đi như huynh đài. Trung niên nam, nhân này lắc lắc ngón tay cái đối với phía sau, huynh đệ chúng ta sẽ làm giả làm mấy thi thể, sau đó ngài liền đẩy chúng ta về phía sau cửa, khóc thảm một chút. Tâm địa của phu nhân trong phủ mềm, ngươi vừa khóc khẳng định sẽ được thu. Ai, huynh đài đừng đi chứ huynh đài, ngươi cũng không hỏi giá một chút sao? Chúng ta chỉ lấy 1 năm tiền công sau khi nhập phủ, trả trong 2 năm là được. Ngươi, Vi, hãy tự lăn lộn đi. Lý Trường Thọ bước nhanh rời đi, đi vài bước cũng là không nhịn được cười ra tiếng, cảm thấy thú vị. Mà thôi, vẫn là dùng phương án dự bị có hiệu quả càng nhanh đã thương nghị cùng với Bạch Trạch đi. Giả vờ là một nhà thông thái vĩ đại, Lý Trường Thọ đã mất 2 tháng để chuẩn bị. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 789. Hắn trước tiên chọn bộ dáng của một người trung niên văn sĩ, lăn lộn trong thế tục một cái thân phận dạy học. Sau đó, trước tiên ở bên trong một tòa thành lớn phụ cận, lan truyền thanh danh hiền tài nhân tộc đương đại, để danh tiếng này lan truyền hàng ngàn dặm. Điều này tương tự như Hải Thần Tiểu Cố Sự của Hải Thần Giáo, có rất nhiều chỗ mới lạ, thú vị, khiến cho người ta truyền miệng. Giống như là, lúc khuyên nhủ người trẻ tuổi, cái ót hiện ra ánh vàng, thuyết phục con bạc bắt đầu cuộc sống mới, ngồi trước lầu xanh nói đạo lý trong 2 ngày 2 đêm. Lầu xanh này liền trực tiếp sụp, trưởng quỹ lầu xanh thiện tâm đại phát, một nửa cô nương lầu xanh chuộc thân rời đi. Ngoài ra, những chỗ hắn đi qua, cá chết cũng thành sống, giếng khô sinh nước, ngồi trên mặt đất sinh hoa, giơ tay sẽ thu hút những con chim bay lượn trên bầu trời. Đợi danh tiếng trở nên nóng bỏng, Lý Trường Thọ đã đến thăm thư viện nổi tiếng nhất trong khu vực. Một trận biện luận làm cho mấy vị lão hiền tài tóc trắng xóa hô to lão sư, bản thân lại phiêu nhiên rời đi. Kiếm thanh danh chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đi phô trương. Lý Trường Thọ tuyên bố muốn ra ngoài du học, không biết thành trì nào muốn tiếp đãi, sứ giả của các thành chủ cầm quà xếp hàng dài ở trên đường. Lý Trường Thọ lại dùng một câu lười biếng đi quá xa, chọn 3 tòa thành trì gần đó, làm cho thanh danh của mình lại tăng lên một mảng lớn. Hắn cố tình đặt điểm đến thực sự, cũng chính là thành trì chỗ Hoa Phủ, đặt ở cuối cùng hành trình, tiêu tốn 10 ngày đi qua 2 tòa thành. Tổ chức một vài đại hội kêu gọi, cuối cùng mang theo vinh dự đầy người, đã tới thành trì chỗ Hoa Phủ. Vào ngày Lý Trường Thọ đến, binh vệ ra 10 dặm nghênh đón, nam nữ già trẻ toàn thành ra đường hoan nghênh, chỉ là hoa tươi liền có tới mấy trăm cân, quyền quý trong thành thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, Lý Trường Thọ lại nói vài câu, nhân sinh quá ngắn, thiên địa quá lớn, tâm ta mặc dù vô bờ bến, nhưng chân không thể chịu nổi. Bản thành địa linh, nhân kiệt, phong cảnh cũng không tệ, sau đó ta sẽ ở lại nơi này 3 năm, mở một thư viện nho nhỏ, dạy bảo 7-8 vị đệ tử, sau đó lại tiếp tục đi xa,
tìm tòi nghiên cứu biên giới thiên địa. Chúng quyền quý không khỏi đại hỉ, một đám tiến về phía trước, từng người nói hài tử nhà mình xuất sắc như thế nào. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói chính mình không thu học phí, không thu lễ vật, chỉ nhận đệ tử thông minh linh mẫn. Chờ thư viện xây xong, mời bọn họ mang hài đồng nhà mình tới kiểm tra. Ngay ở khu vực phồn hoa trong thành, vị đại hiền đương đại này mua một tòa đại trạch viện, ra tay vô cùng xa xỉ. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, kiến trúc trạch viện nguyên bản biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ bố trí một mảnh rừng trúc ở trong đó, một ao nước, vài tòa giả sơn, chỉ có hai gian phòng trúc tô điểm ở giữa. Có phàm nhân muốn xông vào, lại mất phương hướng trong trạch viện, đi vào từ chỗ nào, liền mơ mơ màng màng ra tới từ chỗ đó. Lập tức, phàm là người có một chút kiến thức, đều biết đây là cao nhân đến trong thành, công tử từng nhà được đưa đến trước thư viện, do người lớn các nhà dẫn xếp hàng. Lý Trường Thọ lại bắn tiếng, muốn thu bốn vị nam đệ tử, ba vị nữ đệ tử. Quyền quý trong thành kích động một lần nữa, lại có một số lớn nữ đồng, thiếu nữ chạy đến trước thư viện. Thứ tự xếp hàng cũng rất hiện thực, ai có địa vị cao nhất sẽ được xếp đầu tiên. Hoa Hữu Minh và Hạ Ngưng Xương gặp lại một lần nữa ở phía trước cửa thư viện. Hoa Hữu Minh nguyên bản là con trai của tướng quân bản thành, an ổn xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng Hạ Ngưng Xương mang theo mạng che mặt vừa đến, trực tiếp nhu nhu nhược nhược chạm vào Hoa Hữu Minh ở trước người, lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hoa Hữu Minh mới vừa có chút cảm động, liền nghe Hạ Ngưng Xương thấp giọng nói một câu, đi ra phía sau đi. Hoa Hữu Minh dựng mày kiếm lên, trước mắt hiện ra đủ loại tình huống chính mình từ nhỏ bị thiếu nữ trước mắt này hành hạ. 3 tuổi ngủ chưa bị tạt nước, 5 tuổi bắt dế mèn bị đẩy xuống vũng bùn, 7 tuổi bị ong đuổi chạy khắp sân, 9 tuổi trèo lên nóc nhà bị rút thang, 11 tuổi. Lập tức, hận ý trong lòng Hoa Hữu Minh nổi lên, càng ngày càng nóng, bước về phía trước, trừng mắt, bàn tay siết lại. Hạ Ngưng Xương nhẹ nhàng chớp mắt, gương mặt sau mạng che mặt tràn đầy yếu đuối. Ngươi muốn đánh ta sao, Tiểu Minh Minh, bản thiếu gia không chấp nhặt với ngươi. Hoa Hữu Minh hừ lạnh một tiếng, lui lại 2 bước, nhóm người phía sau lập tức truyền đến vài tiếng cười khẽ. Đinh, đinh linh. Tiếng chuông truyền đến từ phía sau cửa thư viện, cửa lớn tự động mở ra, bên trong truyền đến một tiếng nói, 20 người đi vào đầu tiên sẽ được nghe ta giảng bài. Căn cứ vào biểu hiện trong lớp học quyết định đi hay ở. Chúng thiếu niên, hài đồng lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên, Hạ Ngưng Xương và Hoa Hữu Minh chiếm hết địa lợi ở phía trước nhất. Nhưng Hạ Ngưng Xương nhảy vào sau cửa gỗ, Hoa Hữu Minh quay người trừng mắt nhìn đám người muốn xông lên đằng sau, khuôn mặt còn có một chút non nớt lại tràn đầy uy nghiêm. Hắn khẽ quát một tiếng, chen cái gì mà chen, lao vào cái gì mà lao. Chính mình có bao nhiêu cân lượng không tự biết sao. Những kẻ bất học vô thuật đứng ở bên ngoài, dám ỷ vào thế lực trong nhà mình, giành trước đi vào chiếm danh ngạch, thiếu gia ta gặp một lần đánh một lần. Nói xong, chính Hoa Hữu Minh cũng không vào cửa, ngược lại là khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc Lý Trường Thọ đang muốn nên làm như thế nào để khiến cho Hoa Hữu Minh đi vào, Hoa Hữu Minh đã hô to một câu, biết hơn 100 chữ hãy tiến vào. Mười mấy vị thiếu niên hài đồng nguyên bản xông lên phía trước nhất, không khỏi dừng chân lại. Bọn hắn, không làm được. Vị Ngọc Đế bệ hạ này, thực sự luôn có thể làm ra một số trò mới. Vốn cho rằng lừa dối Hoa Hữu Minh vào thư viện, liền có thể thuận lợi dẫn dắt y phát triển về con đường đúng đắn. Thuận tiện làm cho chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu gặp nhau, bắn ra hoa lửa chính nghĩa. Nhưng Hoa Hữu Minh đột nhiên chặn cửa, đây là điều mà trước đó Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Không chỉ như vậy, Hoa Hữu Minh còn cưỡng ép lập ra một cái tiêu chuẩn, làm cho hơn phân nửa thiếu niên nhà quyền quý bất học vô thuật đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhìn nụ cười đắc ý ở bên miệng của Hoa Hữu Minh, chính y cũng hẳn là, cũng không biết được trăm chữ. Lý Trường Thọ âm thầm cười khẽ, vừa định thông báo vị tướng quân đại nhân Hoa Phủ kia đến một chuyến. Hạ Ngưng Xương vốn đã tiến vào thư viện lại liếc mắt, cong người trở về, nói với đối với Hoa Hữu Minh ngăn cửa, uy phong của thiếu tướng quân thật lớn. Hoa Hữu Minh gảy nhẹ đầu lông mày, lạnh nhạt nói, ý của hạ cô nương thật là lớn. Chương 790. Hạ Ngưng Xương cũng không giận, thân thể có một chút đơn bạc tựa ở bên trên cửa lớn thư viện, ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, lão sư thư viện chính là đại hiền chân chính. Quy củ do lão sư định ra tự nhiên có đạo lý riêng, ngươi cưỡng ép thêm một điều kiện, chẳng lẽ không phải là vẽ rắn thêm chân, cố ý làm khó xử.
Đám người lớn ở trước nhất kia cùng nhau gật đầu. Hoa Hữu Minh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói, chính là bởi vì tiên sinh bên trong thư viện là đại hiền như thế, chúng ta mới càng yêu cầu nghiêm khắc một ít. Xuất thân phú quý, chữ cũng không biết được mấy chữ, đi vào có thể học được cái gì. Chẳng bằng nhường những vị trí này lại cho những người cùng thế hệ đã đọc sách chân chính trong thành, học qua đạo lý, như vậy mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều người mới cho bản thành. Các vị thấy có đúng hay không? Đám tiểu tử trẻ tuổi ở phía dưới lập tức rất tán thành. Mặc dù cả đám không dám lên tiếng ở trước mặt người lớn nhà mình, lại âm thầm giơ ngón, tay cái lên đối với Hoa Hữu Minh. Lời ấy sai rồi. Hạ Ngưng Xương lạnh nhạt nói, tạm thời bất học vô thuật, nhưng đâu có thể đại biểu cả đời liền bất học vô thuật. Vị trí ở nơi đây, phần lớn là sắp xếp theo quyền chức cao thấp trong thành, chức vị này hoặc là huynh đệ tương truyền, hoặc là cha con tương truyền. Chọn 7 vị đệ tử nhà quyền quý trong thành bồi dưỡng thành tài, có lợi ích lớn với bản thành hơn. Hay là chọn 7 vị đệ tử xuất thân bần hàn, đầy ngập khát vọng lại không có chỗ thi triển, có lợi ích lớn với bản thành hơn. Tiên sinh thư viện bảo 20 người ở phía trước nhất đi vào, chưa chắc đã không phải có cân nhắc như vậy. Hoa Hữu Minh sững sờ, con mắt đảo một vòng, lập tức nói, đúng như vừa rồi ngươi nói, tạm thời bất học vô thuật, lại không thể đại biểu người đó cả đời liền bất học vô thuật. Như vậy tạm thời không thành tựu, cũng không có nghĩa là người đó cả đời liền không thành tựu to lớn. Thiếu tướng quân có biết chính mình đang nói cái gì? Đầu ngón tay của Hạ Ngưng Xương quấn quanh một lọn tóc xanh, khóe miệng sau mạng che mặt có một chút cười lạnh. Lời nói như thế này của ngươi đã lệch lạc rồi, chỉ sợ là sẽ bị Hoa tướng quân treo lên đánh. Hừ, Hoa Hữu Minh ngẩng đầu nói, bản thiếu sao phải sợ. Đám người lớn ở phía dưới đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu rõ hai người trẻ tuổi này rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng đều cảm thấy rất có đạo lý. Đúng lúc này, bên trong thư viện truyền đến một hồi tiếng cười to. Văn sĩ trung niên thân mặc trường bào rộng rãi dậm chân mà đến, dáng người phiêu giật xuất trần, tóc dài rối tung phất phới theo gió, một cỗ khí tức tường hòa an nhàn quanh quẩn tại các nơi. Đám người hỗn loạn ngoài cửa này liền vội vàng hành lễ, không ít thiếu phụ hai mắt tỏa ánh sáng, các thiếu niên hài đồng thì hiếu kỳ đánh giá vị đại hiền trong truyền thuyết này. Ra sân tự nhiên là đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Ha 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 ha, tốt cho một trận biện luận quyền quý bần hàn. Vị thiếu tướng quân này xưng hô như thế nào? Hoa Hữu Minh, vô cùng nhuệ khí, ta cảm thấy rất hài lòng. Lý Trường Thọ đưa tay vào trong tay áo, cười nói, Hữu Minh có thể nói rõ sự thật hay không, đạo lý như vậy. Là trong đáy lòng ngươi suy nghĩ, hay là không muốn tiến vào thư viện của ta, cố ý cưỡng từ đoạt lý. Hạ Ngưng Xương hô, hắn chính là cố ý cưỡng từ đoạt lý. Hoa Hữu Minh vốn định đáp lễ một câu, nhưng đối với vị tiên sinh trước mặt này, trong lòng không muốn nói láo, nhân tiện nói, tiên sinh chớ trách. Gia phụ là tướng quân bản thành, sau này ta cũng muốn làm tướng quân thủ hộ nơi đây, tự nhiên cần luyện quyền cước, dương cung cưỡi ngựa, sớm ngày có lực lượng chảm dao cầm hổ. Biết chữ làm gì chứ, ta không muốn học. Lý Trường Thọ lại cười nói, Hoa tướng quân làm sao biết, ở chỗ của ta không dạy công phu quyền cước. Nói xong, Lý Trường Thọ rút tay trong tay áo ra, lấy tay đưa một chiếc lá rụng tới, lại tiện tay ném một cái, chiếc lá rụng này mang theo tiếng rít phóng lên tận trời, tạo ra tiếng sấm nổ vang ở trong không trung mấy chục trượng. Hoa Hữu Minh trừng to mắt. Lý Trường Thọ cười nói, muốn học không? Có. Hoa Hữu Minh gật đầu một hồi, ta sẽ dạy cho người. Lý Trường Thọ đút hai tay vào trong tay áo, cười khẽ hai tiếng, quay người trở về thư viện. Hai mắt của Hoa Hữu Minh tỏa ra ánh sáng, hai chân bước vào cửa, khiến cho Hạ Ngưng Xương lườm nguýt. Hoa Hữu Minh mới vừa vào bên trong, phía dưới liền có hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ cùng nhau tiến lên. Đợi 20 người đi vào bên trong thư viện đầy đủ, cánh cửa tự động khép kín. Lại qua một canh giờ, cửa thư viện mở ra một lần nữa, 13 người ủ rũ cúi đầu đi ra. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng đều nghĩ không ra tiêu chuẩn vị đại hiền này chọn đệ tử là gì, nhưng tóm lại là đều phải chịu. 7 người còn lại là 4 nam và 3 nữ, một đôi thanh mai trúc mã có hôn ước, một đôi có nhân duyên trong nhân duyên điện. Một đôi dĩ nhiên chính là chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, cùng với một người góp cho đủ số. Lúc này ở chính giữa thư viện, bên trong phòng trúc thông thấu tứ phía, 7 vị thiếu niên thiếu nữ từng người xếp bằng ở sau bàn thấp. Gió nhẹ thổi tới,
Lá trúc vang xào xạc, màn che hai bên phòng trúc có một chút nâng lên, tiên sinh ngồi ở bên trong ghế bành bưng ấm trà từ xa. Ấm giọng trò chuyện một ít chủ đề đã sớm chuẩn bị tốt, làm cho bảy người trẻ tuổi nghe say sưa ngon lành. Phía sau tiên sinh, non bộ và nước chảy róc rách, tiếng chim và tiếng ếch nhái xa gần. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ. Lý Trường Thọ nói chuyện trời đất một hồi, vụng trộm mở linh căn cho năm người khác, để bọn hắn có cảm giác rộng mở, trong sáng. Một chút tiểu kỹ xảo duy trì thanh danh đại hiền mà thôi. Đợi hoàng hôn ngã về Tây, Lý Trường Thọ đứng dậy, ấm giọng nói, đã đến giờ rồi, từng người trở về đi. Ngoài cửa có 7 cái bao vải, trong đó là quần áo thư viện cùng với mấy quyển kinh văn phải dùng sau đó. Bắt đầu từ ngày mai, ngày lẻ mỗi tháng thư đến viện nghe giảng bài, tới vào lúc mặt trời mọc, quay về vào lúc hoàng hôn, nhớ rõ chuẩn bị một bữa đồ ăn. Ta sẽ dạy bảo các ngươi 3 năm này có thể được bao nhiêu đều dựa vào bản thân các ngươi. Các ngươi muốn học cái gì, ta liền dạy cái đó, nhưng ta dạy cái gì, các ngươi cũng phải học cái đó, hiểu không? Hạ Ngưng Sương cười nói, tiên sinh có ý tứ là, từng người chúng ta đưa ra một môn công khóa muốn học, nhưng tất cả chúng ta đều phải cùng nhau học tập những công khóa này, là như vậy sao? Ngưng Sương thật sự thông minh. Lý Trường Thọ cười nói, chính là như vậy. Hoa Hữu Minh ở sát vách bàn Hạ Ngưng Sương cong khóe miệng lên, khẽ hừ một tiếng, thầm nói, nàng chỉ là có một chút khôn vặt mà thôi. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Ngưng Sương tối đen, ngón tay làm động tác niết mặt đối với Hoa Hữu Minh, tỏ ra dữ dằn. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.